Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nhập khẩu, đó chính là chiếc xe Kia Forte SLi, sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc ạ. Đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, đăng ký từ năm 2009 ạ. Chiếc xe đã lăn bánh được 14 vạn km rồi quý bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Forte SLi nhập khẩu 2009 này, chúng tôi đang bán với giá là 305 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Forte SLi 2009 nhập khẩu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Kia Forte nhập khẩu này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những chiếc xe mới nhất, những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Kia Forte hay còn gọi là Cerato ấy, đều là xe nhập khẩu, nhưng mà có những chiếc thì là Kia Forte hoặc Kia Cerato. Tại cửa hàng chúng tôi đều có cả hai phiên bản nhé, phiên bản Kia Forte, phiên bản Kia Cerato, đều là những chiếc xe nhập khẩu từ 2009 các bạn nhé. Đến với cửa hàng chúng tôi thì quý vị các bạn có thể tham khảo, có thể được xem những chiếc xe khác nữa chứ không riêng chỉ một chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Forte SLi 2009 nhập khẩu biển Hà Nội nè. Mời quý vị và các bạn